Thưa quý vị, phẫu thuật thẩm mỹ đang dần trở nên phổ biến hơn trong các hình thức làm đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, vẫn có không ít các trường hợp xui rủi dẫn đến biến chứng hay thậm chí là tử vong. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, nguồn tin riêng của phóng viên báo Thanh niên cho biết, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra một trường hợp tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Theo nguồn tin, ngày 26 tháng 11, một cô gái 25 tuổi ngụ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center để phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình chuẩn bị bệnh nhân phẫu thuật, bác sĩ gây mê tiêm lần lượt các loại thuốc. Midazolam là thuốc an thần, fentanyl là thuốc giảm đau và vidocain là thuốc gây tê và gây mê. Ngay sau đó, nữ bệnh nhân tím tái ngưng hô hấp tuần hoàng. Bệnh nhân được xử trí ép tim ngoài lồng ngực và chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng mê sâu, mạch 120 lần một phút, huyết áp 150 trên 90, thở máy qua nội khí quản, truyền thuốc vận mạch tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê, gây mê, tổn thương não do thiếu oxy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn. Bệnh viện Trợ Rẫy đã báo cáo vụ việc cô gái 25 tuổi tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho Sở Y tế TP .HCM. Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận vụ việc và đang làm rõ. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhniên.vn để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube Báo Thanh Niên.